Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình đang có mặt tại sự kiện ra mắt xe của Hyundai. Và hôm nay rất hoành tráng, họ đã ra mắt tới 2 mẫu xe lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Và đứng ngay cạnh mình đây là Hyundai Custin, đây là mẫu MPV cửa lùa mới nhất. Và mức giá thì thật sự là tốt, nhưng mà mình nghĩ rằng điều mà mọi người quan tâm hơn cả đó là ba hàng ghế thì ngồi như thế nào. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngồi nhé. Đầu tiên mình sẽ ngồi ở hàng ghế thứ nhất. Đây sẽ là hàng ghế mà mình ngồi. À, ghế thì sẽ là ghế chỉnh điện. Và mình sẽ nhờ Ly Hoàng ngồi thử ở hàng ghế thứ hai. Ly ơi, ngồi hàng ghế thứ hai đi em ơi. À, với mình thì đây sẽ là tư thế thoải mái. À, đầu gối thì có thể kéo xuống một chút nữa để... Ok, nhìn này, đây sẽ là hàng ghế của mình. Còn về hàng ghế của Ly Hoàng thì em ngồi thử xem nào, để anh có thể vào được hàng ghế thứ ba nữa. Ok. Chắc chúng ta sẽ dịch chuyển một chút để nhường thêm không gian cho người ngồi thứ ba nhá. Đây như ngồi rất rộng nên em sẽ kéo lên thêm một chút cho... Ok, như này ha. Thế này nhá, được rồi, bây giờ mình sẽ ngồi hàng ghế thứ ba, mời mọi người xem. Đây là không gian của Ly Hoàng nhá, ngồi thoải mái. Ok, đây là khoảng sáng đầu này. Bây giờ mình sẽ bước vào. Để bước vào thì chúng ta cũng sẽ có một lối đi ở giữa hoặc là chỉnh ghế ở thứ hai. À, hơi khó để mọi người có thể nhìn thấy thì mình xin phép sẽ quay điện thoại. Và đây là khoảng trống đầu gối của mình. Ngồi vẫn thoải mái. Khoảng sáng đầu và độ ngả tốt. Thế à, nhưng mà thôi, thực ra với anh như thế này là đủ rồi. Không biết mọi người có thể thấy không, nhưng mà à, đây, anh vẫn chưa chạm đến phần ghế của em. Em còn cách đầu gối, cách hàng ghế đầu tiên phải đến 20 phân nữa mà còn rất nhiều không gian. Ờ, thế thì chứng tỏ là rộng rãi, đúng với chiều dài cơ sở 3055mm. Còn ở phía dưới này thì chúng ta cũng sẽ có cửa gió điều hòa vặn riêng biệt, trong khi cửa gió ở phía trên đây thì sẽ sử dụng với hàng trên, đúng không? Không thể điều chỉnh được. Dạ vâng, đúng chung với trên này. Ok. À, ngoài ra thì ở hàng ghế thứ hai cũng sẽ có làm mát sưởi ấm ha. Vâng, và sạc không dây anh ạ. À, có cả sạc không dây, hai cổng USB. Ghế này thì là ghế chỉnh điện hết. Vâng, lại còn có cả bàn ăn. Để nước. Nhưng mà ở đây là phải để nước lớn nhá, không để nước nhỏ được. Đúng không? Vâng, đúng rồi. Ok. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ở phía ngoại thất. À, đây là Hyundai Custin và chúng ta cũng sẽ có phần lưới tản nhiệt khá giống với cả nhiều sản phẩm gần đây của Hyundai. Trong đó thì giải đèn ban ngày cũng sẽ được giấu gọn vào phía bên trong. Cụm đèn là LED toàn bộ, nhưng mà hơi tiếc LED này thì vẫn là chóa phản xạ chứ chưa phải là projector. Và ngoài ra thì cũng có thêm cảm biến ở phía trước, có radar nằm trong gói an toàn chủ động Hyundai Smart Sense. À, như vậy là một mẫu MPV phổ thông và có khá đầy đủ về công nghệ. À, phần thân thì chúng ta đã cùng nhau nhìn thấy rồi, cửa thì là cửa trượt điện. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nốt phần đuôi. Mình muốn chia sẻ với các bạn, đây là không gian cốp chứa đồ còn lại khi chúng ta mở cả ba hàng ghế. Thì phần cốp này sẽ đạt khoảng 270 lít. Và khi gặp hàng ghế thứ ba, để gặp lại thì vẫn sẽ là cơ thôi. Rộng rãi hơn hẳn. Và ở phía dưới này thì cũng sẽ có thêm một vài ngăn chứa đồ nhỏ. Thưa quý vị, hiện chúng ta cầm lái chiếc Hyundai Custin phiên bản để đóng nhá. Cốp đóng mở điện. Và mình xin phép sẽ đọc phần này cho mọi người. À, hôm nay ra mắt tận 2 mẫu xe nên là thông tin thì nó cũng khá nhiều. À, về mức giá của Hyundai Custin thì các bạn biết thấp nhất là bao nhiêu không ạ? 850 triệu đồng. Đó là phiên bản tiêu chuẩn, và phiên bản đặc biệt thì sẽ có giá là 945 triệu đồng. Đứng ngay cạnh mình đây là phiên bản cao cấp nhất, đây là phiên bản cao cấp sẽ có mức giá là 999 triệu đồng, chưa đến 1 tỷ. Và mẫu xe này thì sẽ sử dụng động cơ 2.0 turbo thì sẽ có công suất cực đại đạt 236 PS và 353 Nm moment xoắn. À, trong khi đó thì phiên bản thấp nhất thì sẽ sử dụng động cơ 1.5 turbo có công suất cực đại đạt 170 PS và 253 Nm moment xoắn. Tất cả thì đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp. Mức giá vừa rồi thì các bạn thấy thế nào? À, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại vào phía bên trong nội thất, nhưng mà ở hàng ghế đầu tiên. Còn hàng ghế thứ hai thì độ rộng rãi của ba hàng ghế như nào chúng ta đều đã thấy rồi. Bước vào hàng ghế đầu tiên thì với mức giá 1 tỷ đồng, gần 1 tỷ đồng cho phiên bản cao cấp nhất thì nhìn chung là cũng có nhiều điều mới mẻ và cũng có những điểm quen thuộc. Ví dụ như là vô lăng đây thì trông rất giống cả Tucson rồi, có lẫy chuyển số sau vô lăng, hộp số tự động 8 cấp nhé, có lẫy chuyển số. Tuy nhiên thì màn hình ở đây kích thước 10,4 inch
Và màn hình này thì nó sẽ là màn Android sử dụng. Đây, mình sẽ cho các bạn thấy. Đây là độ mượt mà, rất mượt. Cũng có Apple CarPlay và Android Auto nhưng mà phải cắm dây nhá. Ngoài ra thì với vị trí, lúc nãy ban nãy mình cũng đã chia sẻ rồi, có làm mát sưởi ghế ở phía sau. Thì ở phía trên này chúng ta cũng sẽ có điều tương tự. Đây, làm ấm ghế, làm mát ghế. Đây là ghế ở ghế lái này, ghế phụ. Đấy, có 4 vùng ở đây. Đấy, trong đó thì vị trí mà để chúng ta có thể trượt điện được ghế sau thì cũng có thể bấm ngay trên màn hình. Đây cũng là một điểm đặc biệt. Tuy vậy thì lại chỉ có điều hòa tự động một vùng mà thôi. Cần số thì cần số điện tử các bạn có thể thấy cũng rất quen thuộc trên Santa Fe này, trên Tucson. Kiểu dạng nút bấm, có phanh tay điện tử và chế độ lái thì bấm ngay ở đây. Với Hyundai Kustin chúng ta cũng sẽ có 4 chế độ lái. Không biết các bạn có thấy được không ạ? Đây, có chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Tiết kiệm nhiên liệu là chế độ Eco này. Chế độ thông minh, Smart, chế độ thể thao Sport và chế độ thoải mái Comfort. 4 chế độ lái. Chế độ thông minh, chế độ tiết kiệm nhiên liệu Eco, thoải mái Comfort, thể thao Sport và Smart thông minh. Ngoài ra ở phía đồng hồ sau vô lăng nhìn thì có vẻ tưởng là hơi nhỏ nhưng mà về thông tin thì hiển thị cũng khá đầy đủ. Và một màn hình ở chính giữa chúng ta có thể xem được một vài thông tin khác về mức tiêu nhiên liệu này, chế độ lái. Ok, và theo như mình được biết thì cũng sẽ có thêm cảnh báo áp suất lốp tại từng bánh chính hãng từ trong nhà máy, đèn tự động. Và gạt mưa thì gạt mưa vẫn là chỉnh cơ. Vậy thôi. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau xem một vòng rất nhanh về Hyundai Kustin. Và ngay bây giờ thì mình sẽ mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau xem mẫu SUV đầu bảng Hyundai Palisade.